thì hứa và được bạn cho lời hứa. Ngày hôm qua thì chúng ta đã đọc là lời hứa rồi, lời hứa được ban cho chúng ta. Trong này thì một sự nhắc đến Luca 24 câu 47 đến 49 về là về phần các ngươi cho chúng ta cho đến khi được mặc lại quyền phép từ trên cao. Thánh Linh là lời hứa, lời hứa ngài là một lời hứa được ban cho. Và khi mà Chúa Giêsu đến thì ngài trước khi ngài quay trở về trời thì ngài có ban lời hứa cho các môn đồ rằng là ngài khi ngài đi thì ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến, và Đức Thánh Linh đến và ích lợi cho tất cả chúng ta, vì ngài sẽ bày tỏ cho tất cả các con cái của ngài mọi lẽ thật về Chúa Giêsu, mọi lẽ thật về Đức Chúa Cha. Và vậy cho nên Đức Thánh Linh ngài vừa là một lời hứa nhưng mà ngài cũng là của cần về lời hứa hay là của đặt cọc, của đặt cọc mà trước đó chưa được thực hiện, và bây giờ thì đã ở trong tấm lòng của chúng ta, ngài đã đặt cọc ở trong tấm lòng. Cái cự cổ cầm về sự thừa kế của chúng ta ấy, đó là Kinh Thánh nói rằng là Đức Thánh Linh chính là bản mới, thì gọi là bản chứng hay bản chủ quyền của chúng ta. Trong Sách Giăng một câu 14 thì nói là ngài chính là của cầm, nó cũng là bản chứng. Mọi người cũng cầu cho tôi hôm nay, tôi bị đau đầu từ tối qua sao mà nó rất là đau đầu. Trong cái episode đoạn 1 câu 14 á, thì cứ mai chị em nếu mà ai có thì có thể mở ra. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp của chúng ta cho đến khi chuộc lấy những kẻ mà ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển của ngài. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Cơ nghiệp của chúng ta bây giờ đã được hứa ban cho rồi, nhưng mà bây giờ mới là của cầm thôi ạ, chứ chưa có phải là chính thức. Đến khi nào thì chính thức, là cho đến khi chuộc lấy những kẻ mà ngài đã được. Những người nào Chúa được thì sao ạ? Đến thời điểm Chúa chuộc lấy thì ngài sẽ chính Thánh Linh sẽ giao cái cơ nghiệp đó cho, đúng không ạ? Để khởi khen vinh hiển của Đức Chúa Trời. Còn bây giờ hiện tại nó mà chỉ là của cầm thôi, của cầm hay là của đặt cọc ạ? Của cầm cho sự thừa kế là giống như là bên chị em có, nhưng mà chị em có một vật á, các bạn đem đến tiệm cầm đồ, cái tiệm cầm đồ đó thì nó người ta cầm đến cái của cầm của ông bà chị em, những cái vật đóng hộp về ông bà chị em chưa đâu ạ. Và đến khi nào thì nó được ạ? Khi nào mà cái giao ước giữa hai người dứt đi, đúng không ạ? Ví dụ như người này bán luôn cho người kia thì giống như là chúng ta Đức Thánh Linh là của cầm về cơ nghiệp cho chúng ta. Ngài cơ nghiệp của chúng ta là được cầm giữ lại hay là bảo chứng đắt cọc cho chúng ta. Không phải chị em có nhận được ý này không ạ? Đến khi nào thì được lấy, đến khi nào cho đến khi chuộc lấy. Những người kẻ mà ngài đã được, cho nên là bây giờ Chúa đã có được chúng ta. Thế nhưng mà có thể nói là nó chỉ là một cổ cầm thôi. Liệu có những người vào Chúa có bỏ Chúa không? Có chứ ạ. Thế có nghĩa là bây giờ mới là cổ cầm. Khi nào ngài khi mà Đức Chúa Giêsu đến thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời mới được. Đây là kẻ mà ngài đã được, không phải là kẻ chúng ta được, mà Chúa được và thì ngài sẽ trao cái cổ cầm đó mà Đức Thánh Linh ngài đang là cổ cầm cho chúng ta, ngài đang giữ nắm cho chúng ta để sau đó trao cho những kẻ thuộc về mình để ngợi khen vinh hiển của Chúa Trời. Thế nên là trong Hebrew đoạn 2 cũng nói rằng là ngài muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, cho nên đã khiến Đấng làm đầu cội rễ là Chúa Giêsu đã phó chính mình ngài để tội lỗi của nhân loại. Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng là Chúa mang chúng ta nhiều con đến sự vinh hiển, và cái cơ nghiệp cái này nó là cơ nghiệp trong các tầng trời đã được đề dành cho chúng ta rồi, nhưng mà bây giờ mới là cổ cầm thôi. Chúng ta đã nhận được toàn bộ cái cơ nghiệp chưa ạ? Nếu như là các tầng trời rồi các cái cơ nghiệp ở trong các quốc gia hay là trong các nước, thì khi mà Chúa trở lại thì chúng ta sẽ nhận được đầy đủ của mảnh trẻ. Đức Thánh Linh là ngày là của đặt cọc cho chúng ta, là một cái cổ cầm về lời hứa của đặt cọc mà sẽ đến thời điểm sẽ được thực hiện. Ở trong cự ước thì Đức Thánh Linh Đấng Messi hay là Đức Thánh Linh và Đấng Messi thì được hứa ban thôi, đúng không ạ?
nên rằng là nhưng mà ngày hôm nay thì Đức Chúa Giêsu đã đến rồi và Đức Thánh Linh cũng đã đến rồi. Ba cái giai đoạn mà Đức Chúa Trời ngày ba giai đoạn của Đức Chúa Trời các anh chị, đó là cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta thấy giai đoạn Đức Chúa Trời các anh chị, kể từ thời kỳ của Abraham cho đến thời kỳ của Giêsu đóng đinh. Nhưng thật sự ra chúng ta thấy đó là thời kỳ của Đức Chúa Con. Ở đầu thời kỳ đó thì chúng ta thấy là Đức Giêsu này đã đến gặp Abraham. Cho nên là Kinh Thánh nói rằng là các ngươi tổ phụ các ngươi đã thấy ta là như vậy, đã nhìn thấy Chúa Giêsu. Abraham đã thấy Chúa Giêsu ở trong cái cuộc viếng thăm trước khi mà cái thành Sodom và Gomorrah, chúng ta có thấy cái sự xuất hiện của Đức Chúa Con. Và mặc dù là Kinh Thánh chỉ nói là Đức Giê-hô-va thôi, nhưng mà các nhà giải kinh họ nói rằng là khi mà Chúa Giêsu nói rằng các tổ phụ các ngươi Abraham đã thấy ta, thấy ta có nghĩa rằng là ông đã Abraham đã thấy Chúa Giêsu trước đó rồi. Ngài đã đến với tại các hai thiên sứ của Ngài. Cho nên rằng là chúng ta thấy, nếu mà chúng ta muốn đọc kỹ hơn, chúng ta sẽ đọc về sáng kỹ kỹ trong cái đoạn mà viếng thăm của Đức Trời trước khi cái sự hủy diệt. À, đó là thời đại của Đức Thánh Linh. Hôm nay là thời đại của Đức Thánh Linh, khi Đức Thánh Linh bắt đầu giáng xuống thì chúng ta đang ở trong cái thời đại của Đức Thánh Linh. Và kế tiếp chúng ta thấy là có một cái thời đại là thời đại ngàn năm bình an, là sự cai trị của Đấng Christ ở trên đất này. Bảy điều cơ bản về Đức Thánh Linh lời hứa. Đức Thánh Linh là tất cả những gì chúng ta cần trước đã, anh em. Chúng ta cần để sống và bước đi theo sự tin tưởng theo Đức Chúa Trời. Nếu mà không có Đức Thánh Linh thì không thể nào mà một người thành công trong sự bước đi và sống theo Đức Chúa Trời, sống bước theo Đức Chúa Trời. Bởi vì là con người của chúng ta thì không có khả năng tự lòng đinh con người của mà không có khả năng tự tái sinh chúng ta. Nhưng mà chính Đức Thánh Linh đã tái sinh chúng ta. Có bảy điều cơ bản về Ngài đã tái sinh chúng ta và Ngài dẫn dắt chúng ta. Và như ngày hôm qua chúng ta học, đó là có hai cái điều. Đó là thứ nhất, đó là Ngài tái sinh chúng ta trước đó, và sau đó Ngài phải mang chúng ta lên cái thập tự giá. Ngài khi mà Ngài cái tiến trình của việc mang chúng ta lên thập tự giá là một cái tiến trình rất là khó khăn. Đó là một cái tiến trình khốc liệt mà một cơ đốc nhân phải đáp ơn với Chúa cả đời này mới có thể làm được điều đó. Amen. Đó cũng là anh chị em. Để mà Chúa đưa chúng ta đến thập tự giá thì không phải dễ dàng. Ngài phải rất là tốn công, đúng không ạ? Ở đây là những người nào lớn tuổi nhất thì có lẽ là sẽ kinh nghiệm được điều này nhất, là để mà Chúa đưa mình lên thập tự giá mà Ngài rất là tốn công sức. Ngài dùng đủ những cái thứ an ủi, động viên, rồi khích lệ, rồi bẻ trách, rồi sửa chỉnh, Ngài rất vất vả. Cho nên nếu chúng ta càng đáp ứng nhanh với Ngài trong tiến trình để Ngài đưa chúng ta lên thập tự giá bao nhiêu, thì chúng ta sẽ càng được nhanh đổ đầy cái sự khao khát của chính Ngài và trong chúng ta để thực hiện công việc của Đức Trời cách lớn hơn bấy nhiêu. Cho nên là chúng ta thì không tự làm thánh mình được đâu, quý mấy chị em. Chúng ta nên nhớ mà chúng ta có Đấng làm nên thánh chúng ta không tự làm nên thánh. Trong xác thịt của chúng ta không có cái gì tốt cả. Nó chỉ có chết đi thôi, có những con người cũ của chúng ta. Tất cả mọi thứ mới đều là ở trong con người mới hết. Đều là ở trong con người mới hết. Cho nên chỉ có một mình Đức Thánh Linh mới có thể giúp đỡ chúng ta để và chúng ta đóng đinh xác thịt được những bạn trẻ. Và Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta nếu chúng ta đáp ứng. Nếu mà chúng ta không đáp ứng thì Chúa sẽ không thể làm được. Hoặc là cái tiến trình nó xảy ra rất chậm. Thì giống như chúng ta thấy rằng là hội thánh Corinto, cái tiến trình nó xảy ra rất chậm. Họ rất nhiều năm rồi, hay là trong sách Hebrew, sư đồ Paulo cũng của trách những người tiến đồ Do Thái rằng là họ đáng lẽ đã làm thầy từ đâu rồi, nhưng mà bây giờ vẫn dùng những điều người ta vẫn dùng những điều sơ học về lời của Chúa để dạy dỗ vì họ ăn sữa. Tại vì người ta có nghĩa là họ không đáp ứng với cái tiến trình của Đức Thánh Linh để đưa họ lên thập tự giá cho chúng ta cũng như vậy. Vậy cho nên là cái việc tăng trưởng thuộc linh ấy, tăng trưởng trong tâm linh ấy, nó không có liên quan đến tuổi tác đâu quý bạn trẻ. Dĩ nhiên rằng là nếu mà một người càng lâu càng lớn tuổi thì đáp ứng thì nó lại càng tuyệt vời, đúng không ạ? Sẽ càng có nhiều bông trái. Nhưng mà thực chất cái tiến trình tăng trưởng tâm linh ấy, nó không phụ thuộc vào tuổi tác của chúng ta, nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự đáp ứng của chúng ta với lại Đức Thánh Linh. Khi nào chúng ta sẵn sàng để Đức Thánh Linh đóng đinh chúng ta, đưa chúng ta lên thập tự giá thì chúng ta sẽ nhanh chóng để Ngài làm sạch chúng ta càng ngày càng hơn, và tiến trình của sự thánh hóa sẽ ra rất nhanh. Nó sẽ xảy ra càng ngày càng nhanh hơn để làm trọng các công tác của Đức Chúa Trời. Sự khao khát khi mà lòng của chúng ta sạch rồi thì sự khao khát của Đức Chúa Trời được đặt để ở trong tấm lòng của quý anh chị em và tôi.
mà sự khao khát đó nó sẽ không có ngưng đâu, nhưng mà nó giống như dòng sông ấy. Đúng không? Ban đầu thì đến liền mắt cá chân, sau đó thì đến đầu gối, sau đó thì đến ngang hông, và sau đó thì sao? Đến ngực, sau đó thì đến thì bơi lội. Cả ngày sẽ càng ngày càng gia tăng, cho nên đó lý do tại sao mà có những người họ đầy dẫy quyền năng của thần linh này các bạn. Tôi cũng ao ước điều đó rất là nhiều, cho nên là mình không phải là mình đã đủ rồi đâu. Bên này chuyện sư đồ Phao Lô cũng nói rằng ông không coi là ông đã đủ rồi đâu. Mặc dù ông trong thời điểm ông viết điều đó ông ở thời điểm cuối đời là của ông, nhưng mà ông nói là tôi không có nghĩ là mình đã trở nên trọn lành, đã đủ. Nhưng mà cứ làm một điều đó là quên lầm những sự đừng sau mà tương theo sự đừng chuyện nhắm mục đích mà chạy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình, tôi luôn luôn nghĩ rằng mình là nâng lên sự đáp ứng ở bên tình mình mỗi một ngày, đáp ứng sâu hơn để ngài đưa lên thập tự giá là ngài xử lý mình, và sau đó thì ngài đặt những khao khát ao ước của ngài mà càng ngày càng nhiều hơn, tràn trề hơn ở trên đời sống của mình. Và như vậy khi mà chúng ta đã có chính mình ngài rồi thì chắc chắn là năng quyền của Đức Trời ngài sẽ tương đồng qua đời sống của chúng ta. Bảy điều cơ bản về Đức Thánh Linh lời hứa mà trong này một sư nói đó là Đức Thánh Linh hay là Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh ở trên Chúa Giêsu thì cũng là Đức Thánh Linh ở trên Hội Thánh, Đức Thánh Linh ở trong Chúa Giêsu cũng là Đức Thánh Linh ở trong Hội Thánh, cùng một Đức Thánh Linh chứ không phải hai Đức Thánh Linh. Amen. Cho nên những gì Chúa Giêsu có chúng ta có không ạ? Có. Chúng ta rất là phước hạnh. Những gì Chúa Giêsu có chúng ta cũng có. Cùng một Đức Thánh Linh vận hành ở trên Chúa Giêsu thì cũng là Đức Thánh Linh đó được mang cho quý vị anh chị và tôi, chúng ta có ngài. Có ngài có những cái gì mà Chúa Giêsu nhận được chúng ta cũng nhận được quý vị anh chị. Cho nên là đó là một cái điều phước hạnh nhất ở trên thế gian này, đúng không? Tôi không biết là chúng ta không có Chúa Thánh Linh thì chúng ta phải làm thế nào, chúng ta làm thế nào. Tôi cũng chưa tưởng tượng ra mà trong cái cuộc đời cơ đốc của mình mà không có Chúa Thánh Linh thì mình làm thế nào. Giống như là những người mà không có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của họ, họ cứ đi trong tâm đầu những người công giáo chẳng hạn. Thế nhưng trong người công giáo thì cũng có rất là ít số người mà nhận biết Chúa cách cá nhân người ta sinh, nhưng mà không nhiều đâu quý ông bà chị em. Thì giống như là họ biết Chúa mà không có Thánh Linh, như họ cứ mò mẫm và cứ làm theo những cái quy tắc, những cái thủ tục của tôn giáo mà không biết về Chúa. Đây là điều rất là đáng buồn và họ không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Nên là chúng ta có Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải xin ngài luôn luôn liên tục đầy dẫy để ngài dẫn dắt. Bởi vì nếu Thánh Linh không đầy dẫy chúng ta, không liên tục thì chúng ta sẽ đầy dẫy cái thứ khác. Đầy dẫy gì ạ? Nó chỉ có hai con đường thôi, nó chỉ có cả một là vùng đất mới hay là đất cũ thôi, chứ không có một cái đất trung gian đâu. Cho nên là khi mà nói về sự hiệp nhất thì rất là chúng ta cần phải hiểu được rằng là nếu như mà quý bà chị em đứng ở cái vùng đất mới ấy, thì quý bà chị em mới thông công được với anh chị em thân của mình trong sự sáng. Còn nếu mà chúng ta cứ ở trong xác thịt mà muốn đứng ở trong cái vùng đất của Satan, mặc dù trường tái sinh rồi, không thể kết hiệp được. Xác thịt thì nó không có đi cùng với Đức Thánh Linh, cho nên là nó không thể kết hiệp được. Nhưng mà khi mà chúng ta chọn rời bỏ cái vùng đất cũ của chúng ta và chúng ta bước ra một cái phần đất của Chúa, phần đất mới, lột bỏ con người cũ đi, thì chúng ta chắc chắn là ở trong Chúa, trong Thánh Linh của Chúa luôn luôn có hồ thân công. Nên điều này là điều mà tôi nhận thấy là ở khắp mọi nơi, nơi nào có những cơ đốc nhân mà chịu rời bỏ cái đến đất cũ thì nơi đó sẽ có sự thân công rất là yêu thương, rất là tuyệt vời với mà chị em. Cho nên rằng là nếu mà đôi khi chúng ta cứ nỗ lực thông công với những người ở trong cái vùng đất cũ thì chúng ta không thông công được đâu mà chị em. Bởi xác thịt nó không giống người lại, chỉ phải lột bỏ cái con người ở vùng đó cũ đi, đúng không ạ? Lột bỏ, rời bỏ cái mảnh đất đấy. Và mặc dù một người ở có Đức Thánh Linh bên trong nhưng vẫn có thể sống ở trong vùng đất của kẻ thù, có không ạ? Samson là người, mặc dù ông là người đầy dạy thần của Đức Chúa Trời mà ông vẫn sống ở trong đất của kẻ thù, đúng không ạ? Ông ham mến những người phụ nữ Philippines, thấy họ đẹp mắt, thấy họ ưng lòng, ông vẫn sống ở trong cái vùng đất của kẻ thù. Cho nên là sớm hay muộn không thì kẻ thù nó đã móc mắt ông, đúng không ạ? Nó làm cho ông trở thành tù cho những người khác, cho kẻ thù của ông, những kẻ thù mà ban đầu ông có uy quyền ở trên chúng nó, trên họ, sau đó thì ông lại làm trò cười cho họ. Cho nên chúng ta luôn luôn phải quyết định là chúng ta phải rời bỏ cái vùng đất cũ, chúng ta lột bỏ con người cũ đi, rời bỏ nó đi,
bước sang cái vùng đất mới, và nơi đó là nơi mà cái gì cũng là mới hết, trong Chúa cái gì cũng là mới hết, mà thương công cũng là mới hết, ông anh chị em sẽ có một thương công thật ở trong Chúa Giêsu. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rất là khó để mà giữa xác thịt và thánh linh nó không có đồng đi với nhau, ông anh chị em. Nên là những cái gì của con người cũng phải lột đi thì chúng ta sẽ có một thương công thật ở trong cái vùng đất mới với những con người ở trong vùng đất mới. Ở đây thì thứ hai, bảy điều cơ bản về Đức Thánh Linh, về lời hứa. Thứ nhất là Đức Thánh Linh ở trên Chúa Giêsu cũng là Đức Thánh Linh ở trên chúng ta. Và thứ hai đó là Ngài cũng ở trên chúng ta, sức dầu Ngài ở trên chúng ta, Ngài sức dầu cho chúng ta. Ngài ở trên Chúa Giêsu như thế nào thì Ngài cũng ở trên chúng ta như vậy. Ngài sức dầu cho Chúa Giêsu thế nào, Ngài sức dầu cho chúng ta như vậy. Thứ hai là ở trên, Ngài đến để tài trị ở trên đời sống của chúng ta. Thứ ba đó là Ngài đến ở trên các môn đồ, và sau đó thì Ngài đến bên trong các môn đồ, giống như là Chúa Giêsu Ngài cũng từng ở trong ở cùng với các môn đồ, sau đó thì Ngài ở trong môn đồ, cho nên là Chúa Giêsu ngự vào trong lòng của chúng ta qua Đức Thánh Linh là như vậy. Ngài đã ở trên các môn đồ và Ngài cũng ở trong. Thứ tư đó là Đức Thánh Linh muốn sống ở trong chúng ta, và Ngài chính là bông trắng của Đức Chúa Trời mà sẽ tuôn tràn trong lòng người tin, trong lòng cái tin. Khi mà Ngài sống thì Ngài không sống không, nhưng mà Ngài muốn tuôn đổ, Ngài muốn tuôn tràn những bông trắng của Đức Thánh Linh qua chúng ta. Cho nên Kinh Thánh mới nói là Ngài ham mến đến nỗi gì ạ? Ngài yêu mến chúng ta đến nỗi ghen tương với chúng ta, ghen tương với những cái điều gì đó mà nó không để bông trắng của Ngài nó kết ở trong chúng ta. Cho nên là vì Ngài muốn tuôn tràn qua chúng ta, Ngài trẻ. Cho nên bất cứ cái điều gì mà không phải là để em, không phải là cho con người mới của chúng ta không có lợi ích, Chúa sẽ ghen tương với điều đó và Chúa sẽ muốn đẩy những điều đó. Ví dụ như là có một người mà rất là thích một cái idol nào đó chẳng hạn, ca sĩ nào đó, diễn viên nào đó chẳng hạn, nhưng mà Đức Thánh Linh này, cái đấy nó không thuộc về con người mới, đúng không ạ? Ở trong con người mới không có một cái gì gọi là idol cả, à, thấy không ạ? Trong Chúa Giêsu có điều đó, trong Đức Thánh Trời này không có cái gì gọi là idol cả. Để chỉ có chúng ta, chỉ có duy nhất đó là đứng mà chúng ta thần tượng, tôn thờ, tôn sùng chính là Đức Chúa Trời thôi, không có một idol nào khác. Bởi vì chính những idol kia, nếu mà chúng ta đi theo những idol đó thì chúng ta cũng sẽ giống như idol luôn, đúng không ạ? Và những Kinh Thánh nói là những người mà thờ phượng nó thì sẽ trở nên giống như nó, thờ phượng thần tượng sẽ trở nên giống như thần tượng, đúng không ạ? Nên là Chúa biết là điều đó nó không có ích cho chúng ta, cho con người mới của chúng ta. Cho nên là Chúa yêu chúng ta, nên Chúa không cho chúng ta tôn thờ bất cứ con người nào cả. Cho nên Ngài mới nói chuyện với Ngài, mới ghen tương cho chúng ta. Ông anh chị em, nếu mà em anh chị em khi mà chúng ta có cái điều gì yêu hơn Chúa là Chúa sẽ dạy cho chúng ta liền. Nhiều năm về trước tôi cũng có cái kinh nghiệm, khi mà tôi được tặng một cuốn Kinh Thánh rất là mới, tôi rất là tặng thầy cô ở bên nước ngoài mang một cái cuốn Thánh Mạc vàng. Cuốn ngày xưa rồi, cuốn này là cuốn mạ vàng, nhưng mà cuốn này là cuốn tôi mua nhé. Đợt trước thầy cô tặng cho cái cuốn Kinh Thánh rất là đẹp ở bên Mỹ mang sang mạ vàng. Tôi gìn giữ dữ lắm. Tôi là lúc tốt nghiệp đó, món quà đó nó rất quý giá, cuốn này nó rất quý giá đấy. Nó là hơn 1 triệu tiền Việt, 1.4 triệu thì phải. Quý lắm, thích lắm, mà cứ gọi là rất là vứt ve, ăn yêu thương. Quý vị biết không, có một lần từng khai tự nhiên mà nó đổ cái ly cà phê xuống, nó ướt hết và nó bẩn đen hết cái đó. Sau đó thì tôi buồn, ở đây là buồn luôn, bởi vì mình đã gìn giữ nó, cái gì mà mình đã gìn giữ mình rất thích rồi ấy. Mà nó bị lấy đi hay là nó bị hư thì mình buồn lắm. Chúa dạy tôi là con yêu nó quá thì ta sẽ dạy cho con bài học. Cho nên quý ông bà chị em, cái gì mà chúng ta yêu quá chúng ta cẩn thận nhé. Amen. Yêu Chúa trước nhé. Nếu không mà Chúa dạy chúng ta bài học mà đau lắm, buồn lắm, đúng không ạ? Sau đó thì tôi nào thuận kệ, lần sau có con Kinh Thánh mới thì cũng được thôi, cũng rất thích thôi, tuy nhiên vẫn giữ gì chứ không phải mình quăng quật lung tung. Nhưng mà mình không phải yêu nó quá, lúc nào cũng vứt vé, lúc nào cũng dở mó. Cái bản tính hay nó rất là đẹp, nhưng mà cho em in giấy đẹp lắm, nó có mạ vàng lắm đó. Cho nên là bất cứ điều gì mà trong lòng của chúng ta mà cao hơn Ngài, Chúa sẽ chúng ta đặt để cao hơn Ngài, Chúa sẽ sửa dạy chúng ta, chúng ta lấy đi. Chỉ có một mình Chúa là vị trí độc tôn ở trong lòng của chúng ta. Amen. Hallelujah. Rồi tiếp theo đó là Đức Thánh Linh
muốn chúng ta sẽ được nhiều hơn trong Đức Thánh Linh. Khi Chúa Giêsu ra đi, Chúa nói rằng khi ta đi thì còn có ích cho các con, vì vậy đi ta đi thì ta ban Đức Thánh Linh đến. Từ năm thứ sáu nó bàn cho Đức Thánh Linh là đấng tiên bổn. Ngài là một thân vị khác của đấng Christ, một ngôi vị khác, là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài không phải là chính đấng Christ, nhưng mà Ngài là ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là một thân vị trong ba thân vị, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sống đời sống của Chúa Giêsu quá hữu thánh, cho nên là không có Đức Thánh Linh thì Cơ Đốc nhân thì không thể sống đời sống Cơ Đốc được. Đức Thánh Linh để đến để tôn vinh Chúa Giêsu, và không ai không tôn vinh Chúa Giêsu thì không phải đến từ Đức Thánh Linh, thưa quý vị. Amen. Thánh Ban chúng ta đã nói tất cả mọi sự dâng mình đều phải qua Đức Thánh Linh, dâng mình cho Chúa Giêsu cũng phải qua Đức Thánh Linh. Chính Chúa Giêsu dâng mình cũng phải qua Đức Thánh Linh, đúng không ạ? Dâng mình không tỉ tích ở trước mặt Đức Chúa Trời thì cũng phải qua Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta cũng vậy, muốn dâng mình cho Chúa Giêsu cũng phải qua Đức Thánh Linh. Qua Đức Thánh Linh nha, tôi nói lộn, qua Chúa Giêsu à? Qua Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu dâng mình cho Đức Chúa Trời cũng phải qua Đức Thánh Linh, mà chúng ta ngày hôm nay muốn dâng mình thì cũng phải qua Đức Thánh Linh nha quý ông bà anh chị em. Qua Đức Thánh Linh hướng dẫn cho chúng ta, đưa chúng ta đến gần, và qua huyết của con trên con Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên là Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu không bao giờ tách rời nhau, ba ngôi không bao giờ tách rời nhau, luôn luôn làm việc cùng với nhau. Cho nên rằng là cho nên chúng ta đôi khi chúng ta không hiểu là thế là Đức Thánh Linh hay Chúa Giêsu, nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta hiểu sâu là luôn luôn làm việc chung với nhau, luôn luôn đồng hành với nhau, đúng không? Giống như là việc mà khi mà chúng ta cầu nguyện á, huyết của Chúa là để chuẩn bị, và sau đó thì Đức Thánh Linh đến để làm gì ạ? Để ấn chứng sự hiện diện của Ngài. Nên khi mà các những người hướng dẫn nhớ chúng ta cầu nguyện trong dòng huyết của Chúa trước khi vào sự hiện diện thánh của Chúa nhé. Chẳng bao giờ thành lễ vào nơi thánh mà không mang huyết vào. Cho nên khi mà huyết chuẩn bị thì sao ạ? Thì Đức Thánh Linh ấn chứng. Huyết chuẩn bị, huyết sẽ chuẩn bị tấm lòng của con, của những người hầu việc, đúng không ạ? Của những cái thậm chí cả đồ thờ nữa luôn á, các bạn chị. Thế nên là chúng ta cầu nguyện cho cả các đồ thờ, ví dụ như là những đàn guitar hay các thứ đều được bao bọc trong huyết của Chúa. Nhiều khi mà quỷ cũng tấn công ở trên những cái thiết bị, cái công cụ đó. Là cho nên là huyết, là qua huyết để chuẩn bị. Huyết chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị tấm lòng, chuẩn bị những đồ thờ, chuẩn bị sinh tế. Mà qua huyết xong rồi thì bắt đầu có thể đến để ấn chứng. Nên luôn luôn là ngày luôn luôn làm việc cùng nhau. Huyết của Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh luôn làm việc của nhau. Ngài đến, sự hiện diện của Đức Thánh Linh đến để ấn chứng chúng ta biết rằng là Ngài đến, đúng không ạ? Nên là hôm trước chúng ta đã học về những cái người mà những cái mánh khóe về hồn, những cái bậc thầy mánh khóe về hồn đó, là những cái bậc thầy mà thờ phượng mà mang tính rất là cảm xúc, nhưng mà lại không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nên là nơi nào mà không có huyết thì Đức Thánh Linh không hiện diện, nơi nào có tội lỗi thì Ngài không hiện diện. Cho nên là sẽ có sự khô hạn, nhưng mà nó sẽ có những cái người mà giống như là chúng ta nói rằng là những cái bậc thầy về hồn đưa cảm xúc vào rất nhiều để cho mọi người tưởng chừng như rất vui mừng, vui nhộn rồi náo nhiệt lên, nhưng thực chất ra là gì ạ? Đó, thực chất ra là không có sự hiện diện của Thánh Linh, mà đó chỉ là mánh khóe về thần hồn để làm cho hồn người ta cảm xúc và xúc động thôi. Đôi khi có cả những sự khóc lóc này kia, nhưng mà thực chất ra là sau đó là một cái tâm linh rất tức. Tâm linh của những người có mặt sẽ rộng trống rộng. Còn nơi nào mà có sự hiện diện của Chúa, có huyết của Chúa Giêsu, có sự hiện diện của Đức Thánh Linh thật, thì nơi đó là nơi mà ông bà trẻ, những người mà tham dự, những người mà dự vào trong các buổi nhóm, trong các buổi cầu nguyện như vậy sẽ được no đầy, sẽ được thỏa mãn, sẽ khao khát. Bởi vì khi Thánh Linh đến, Ngài mới làm thỏa mãn khao khát, phải không ạ? Chứ còn cảm xúc nó sẽ gì, nó sẽ đến nhưng mà sau đó nó sẽ để vụt tắt, sẽ đi, sẽ làm cho người ta rất thất vọng, chán chường, và mang đến những sự hủy diệt. Đôi khi Cơ Đốc nhân không hiểu lý do tại sao mà mình đến buổi nhóm thì mình vui vẻ lắm, vui nhộn lắm, mà sau đó về thì lại không thấy có gì, không thấy có một đời sống ham mến đọc Kinh Thánh. Luôn luôn nơi nào Đức Thánh Linh hiện diện là nơi đó Đức Thánh Linh sẽ kéo người ta đến với gần với lời Chúa Trời và chính mình Ngài trong sự cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Nên là nếu như mà Đức Thánh Linh này mà chưa kéo chúng ta được đến gần với lòng yêu kính Chúa và đọc Kinh Thánh, thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa đi đúng hướng. Chúa phải làm cho chúng ta thấy ham mến. Bởi vì tất yếu của một điều mà khi tâm linh sạch là sẽ có sự khao khát,
về tâm linh. Nó là điều tất yếu. À, khi mà tôi để ý ở khóa học ngoài Bắc cũng thế. À, trong ngay khi mà những ngày đầu thì hầu như là rất là mọi người rất lơ là. Nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba là bắt đầu tôi thấy là có một cái sự thanh tẩy của Chúa rất là mạnh. Thì bắt đầu là họ khám phá những điều thuộc về tâm linh. Cho nên là bắt đầu là tôi đi photo những cái cuốn sách để cho học viên đọc thêm trong những cái giờ mà họ nghỉ giải lao hoặc chơi ấy. Thì là bắt đầu tôi thấy có những cái sự khao khát về tâm linh. Cái tiến trình đúng đó là cái tiến trình mà sau khi một người được tẩy sạch và tẩy sạch sâu thì họ sẽ có cái sự trống trải ở trong tâm linh và khao khát những điều về thuộc linh rất nhiều. Một là khao khát sự cầu nguyện, hai là khao khát lời của Chúa Trời. Còn nếu tất cả những cái công tác mà không đưa mọi người đến với hai điều này được, có nghĩa là nó không đúng. Có nghĩa là điều đó nó không đúng, như là nó chỉ là những cái chiêu trò về hồn, không phải là thật, không phải là những gì cái thần linh mong muốn. Thế nên là chúng ta những người hầu về Đức Chúa Trời luôn luôn phải để ý điều này. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất thiết thực ở trong hội thánh, liên tiếp thực. Để hội thánh không rơi vào sự khô hạn thì luôn luôn phải có biết của Chúa và phải có sự ấn chứng của thánh linh. Đôi khi cũng cần phải giảng lời của Đức Chúa Trời một cách liên tục nữa. Cho nên là giống như là sư Clay nên em nói là bạn nếu mà giảng lời của Đức Chúa Trời mà không đủ luật pháp của Đức Chúa Trời, không đủ để đưa người ta đến sự ăn năn thì họ không ăn năn. Và nếu mà không ăn năn thì không có huyết nào tẩy rửa được cả. Phải không ạ? Một người chỉ có thể được huyết tẩy rửa khi mà người đó ăn năn thôi. Nhưng mà đôi khi giảng luật pháp của Đức Chúa Trời không đủ cho nên họ không ăn năn được, họ không biết đủ để ăn năn, họ không cảm thấy điều đó là sai nên họ không bao giờ ăn năn. Mà không ăn năn thì không bao giờ được tha thứ của ông bà anh chị em. Không có sự tha thứ, không có sự thanh tẩy của huyết thì không bao giờ có sự hiện diện của thánh linh. Cho nên đó là lý do là người của Đức Chúa Trời có trách nhiệm rất lớn ở trong những cái công tác giao giảng lời của Đức Chúa Trời một cách đầy đủ, một cách thẳng thắn. Điều đó là điều đầu tiên. Thứ hai đó mà cần để ý về việc huyết của Chúa Giêsu xin sự thanh tẩy, kêu gọi sự ăn năn, kêu gọi sự ăn năn những công việc của xác thịt, rất là nhiều những công tác của xác thịt. Ở trên đời sống của tín đồ mà chúng ta thấy là chúng ta cũng phải kêu gọi họ ăn năn. Sau đó thì huyết của Chúa mới thanh tẩy được, mà thanh tẩy xong thì mới có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Mà khi mà Ngài đến và Ngài làm sạch rồi thì chắc chắn tất yếu là sẽ có những sự khao khát về tâm linh, về thuộc linh, những điều thuộc linh thuộc về Chúa, lời của Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Thì tiên tri đúng là như vậy với ông anh chị. Rồi và đứng thứ sáu là thứ bảy là Đức Thánh Linh đến là tôn vinh Chúa Giêsu, không có. Ngài chính là đấng trạng sư đến mọi điều về Đức Chúa Giêsu để bảo cho chúng ta, để ban cho chúng ta, để bảo cho chúng ta, dạy bảo. Thế nên là đấng như là đấng trạng sư hay là tiếng Anh tiếng Hy Lạp là Paracletos, tiếng Hy Lạp có nghĩa là đấng biện hộ. Quan sư Clement em có nhắc điều này, đấng biện hộ Ngài là trạng sư cho chúng ta, đấng cầu thay cho chúng ta, đấng yên ủi chúng ta, đấng biện hộ cho chúng ta của những anh chị em. Cho nên anh chị em có những khi mà mình có tội lỗi, mình ăn năn thì Chúa là đấng biện hộ cho mình trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Satan là kẻ kiện cáo mình. Cho nên là mọi việc chúng ta đều khi mà đến với Chúa thì tha thứ được, chỉ có cái tội mà không tha thứ được là tội không ăn năn thôi, đúng không? Và quý ông anh chị em, và cái tội đó là tội mà không thể nào mà tha thứ. Trong Hebrew nói rất là nặng về cái tội đó, và tội coi thường, coi khinh huyết của Chúa Giêsu đó, rất là tội mà sẽ phải đi một phải đối mặt với án phạt. Cho nên là tôi cũng với chị em có rất nhiều những chày chật khác nhau với mấy chị em. Tôi và cô mấy chị em nhưng mà những con cái ở trước mặt Chúa, đôi khi là những con cái bé mọn luôn, là những con cái mà chúng ta có nhiều điều sai chật lắm, nhưng mà chúng ta có xin Chúa cho lòng khiêm nhường để bất cứ những điều gì Chúa nhắc thì chúng ta sẽ ăn năn lên. Đại diện đứng đại diện cho chúng ta để quản lý hội thánh chính là Đức Thánh Linh, và hội thánh thì phải được quản lý bởi Đức Thánh Linh chứ không phải được quản lý bởi xác thịt, đúng không ạ? Ngày hôm nay thì hội thánh nhiều khi nhiều hội thánh tôi thấy là không thấy có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Cho nên một sư Galilea nói nếu mà 95% thánh á, công tác của hội thánh á, nếu mà được cất đi thì 95% công tác của thành vẫn diễn ra một cách bình thường, vì cảnh báo rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta phải xem là bao nhiêu phần trăm mà trong hội thánh của chúng ta là vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bao nhiêu phần trăm là công việc đó là công việc của Đức Thánh Linh làm cho chúng ta.
bao nhiêu phần trăm là tự nỗ lực xác định được và những cái idea, những cái ý tiêu, ý kiến, ý tưởng của chính chúng ta, đôi khi cũng là những sự xuất sắc, sự nỗ lực của xác định rất là nhiều, không phải là chỉ là những cái sự dụng dỗ của tà linh, nhưng mà nó cũng là có những cái lòng nhiệt huyết của xác định. Nhiệt huyết của xác định thì cũng không được Đức Thánh Linh chấp nhận, bất cứ những cái gì mà không qua huyết của Chúa Giêsu. Nếu mà chúng ta đã có huyết của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy huyết của Chúa thanh tịnh, xem những cái điều này có phải đến từ Chúa không, cầu nguyện qua huyết của Chúa trong bất cứ những hoạt động nào, trong những chương trình nào của mình. Tần chúng ta sẽ đến với bài kế tiếp, đó là Thánh Linh của lời hứa, xin lỗi, Thánh Linh của năng quyền, bài số 10.